Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều, hiện tại đang là 7 giờ tối của ngày mùng 8 tháng 6 năm 2020 và chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao gia đình nhà cô chú Vân Tuyền ở tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ một chiếc sọc ngồi gỗ hương đây. Đây là trước mặt quý vị là hình ảnh cái không gian phòng thờ nhà cô chú đây. Thì gia đình nhà cô chú ở xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Đây là hình ảnh chi tiết của chiếc sập ngồi. Chiếc sập này có kích thước là 1m6 x 2m bằng chất liệu gỗ hương. Và mẫu là mẫu sập trơn, chân quỳ dạ cá cổ liền, chân 24. Đây hình ảnh chiếc dạ này quý vị, phần gỗ rất là đẹp. Đây là hình ảnh chú Vân nhé, quý vị nhé. Không gian phòng thờ rất là đẹp. Chiếc án gian thờ chất liệu gỗ mít. Trăm phần trăm là chất liệu gỗ hương, hương nhập khẩu Nam Phi quý vị nhá. Mọi người có nhu cầu mua sắm và sở hữu chiếc sập này thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồ gỗ Tùng Tám.com thì mọi người có thể truy cập và để xem thêm những sản phẩm khác của chúng tôi chuyên nhận đặt hàng cũng như là thiết kế những cái sản phẩm nội thất phòng khách cũng như là phòng thờ cho khách hàng ở tại Phú Thọ cũng như là trên toàn quốc, toàn khu vực miền Bắc này. Không gian phòng thờ rất đẹp. Hiện tại đang là 7 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 6 năm 2020 và đây là hình ảnh chúng tôi vừa bàn giao cho nhà cô chú Xuân Vân Tuyền tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê. Ok, xin chào mọi người.